Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án WWC. Đây là cái dự án mới về iRock và Boti phát coin free các bạn nhé. Dự án này sẽ là một cái sàn mới. Các bạn sẽ chatbot theo hướng dẫn của mình để nhận coin free các bạn nhé. Đầu tiên các bạn sẽ ấn Start ở trên Telegram. Mọi người sẽ lấy cái số 96 này, trừ đi 64 nhé các bạn nhé. Đấy thì nó ra cái này, thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn này. Đầu tiên là các bạn sẽ theo dõi hai cái group ở trên Telegram, cũng như là các bạn sẽ check cái website của họ xem như thế nào. Mình chờ mình một ít để mình bỏ một số cái group đi, tại vì là của mình nó đầy quá mọi người ơi, đầy ụ luôn rồi. Đấy, chắc là phải đăng ký cái tài khoản khác. Khổ quá cơ. Bây giờ là đầy ụ luôn rồi, trời ơi. Không biết bỏ con nào luôn rồi. Đây các bạn check một số cái thông tin về cái dự án của nó. Đây các bạn nha, đây là cái dự án của nó này. Các bạn check Twitter thì cũng đúng là cái Twitter này các bạn ạ. Đây cũng là cái dự án này và cũng thấy có thông báo về iDrop ở đây các bạn nhá. Đấy, cũng có rất là nhiều các bạn đã theo dõi cũng như là ủng hộ cái dự án này. Thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn của mình nhá. Đâu mất mẹ rồi. trời ơi, đây. Các bạn sẽ theo group này. Mọi người cứ ấn join thôi các bạn nhá. Nó không yêu cầu các bạn phải làm gì cả, chỉ cần join thôi. Tức là cái này là mình theo những cái mạng xã hội của nó để nó phát cái iDrop cho mình ấy. Thì những cái bạn mới mà chưa biết về cái iDrop, Boti, ICO, IDO các thứ ấy, thì mình có một cái bài đăng ở trên kênh của mình nhé. Kênh Telegram ấy, thì các bạn vào đấy đọc một ít nhé. Tiếp theo là các bạn theo dõi Twitter, mình sẽ làm từ từ từng cái một nhé. Làm hết rồi ấy phát luôn. Ở đây các bạn ấn like, retweet nhé. Rồi các bạn, cái này thì nó yêu cầu các bạn đăng ký trên kênh Telegram này. Cái này thì theo dõi ở trên Twitter của nó này. Cái này là partner ấy, nhưng mà cái người liên kết với họ để ra cái iDrop này ấy. Đây, họ liên kết với iDrop đi tích ship để ra cái iDrop này. Thì mình theo thôi nhé. Ở đây thì các bạn ấn vào submit cho mình. Đấy, tiếp theo là các bạn sẽ điền email. Ok, mình sẽ điền email. Thank you, submit ID Twitter nhé. Thì các bạn vào Twitter nhé. Các bạn like và retweet cho nó một cái bài viết của cái dự án. Đây, dự án mình đang theo là ở đây. Thì các bạn like và retweet cái dự án này. Tiếp theo là mọi người vào profile nhé. Copy lấy tên cho mình nhé. Đây. Quay lại đây, mọi người dán tên vào đây. Ở đây là nó hỏi là đăng ký cái kênh YouTube chưa? Thì mình vào yes và profile thì mọi người sẽ đổi, để mình đổi nhá. Các bạn chờ mình đổi những cái tài khoản của mình. Ở đây thì cũng đã đăng ký rồi hả? Thì các bạn vào trong cái phần đây đây. Đây đúng không? Đây là cái iDrop này. Các bạn like cho nó và chia sẻ bài viết, các bạn chia sẻ lên Twitter hoặc là mình sẽ chia sẻ lên Twitter nhé. Đây, các bạn chia sẻ lên Twitter. Mọi người ấn Twin. Rồi các bạn ấn View. Copy lại cái địa chỉ này để cho nó thấy là mình có đăng lên Twitter ấy. Ây sai rồi. YouTube link mà. Trời ơi. Sai sai. Đây. Đây, bây giờ dán lại lần nữa nhé. Rồi. Follow Twitter và Red Twin Pinner.
Rồi, thank you. À cái này nó, à cái này nó không yêu cầu dán ấy đâu, dán link đâu. À nó không yêu cầu dán link đâu. Thôi, mình đăng lên đâu cũng được. Thôi kệ, không yêu cầu dán link thì thôi nha mọi người nha. Tiếp theo là các bạn sẽ dán cho mình ví ETH, tức là ví MetaMask ấy. Thì mọi người dán vào ví MetaMask cho mình nhé. Ở đây, các bạn copy là ví MetaMask này. Đây là ví ERC20. Đấy, các bạn ấn vào complete. Đấy, như thế là xong các bạn nhé. Các bạn copy là link giới thiệu bạn bè, các bạn sẽ nhận được thêm 3 đồng nữa. Đấy, cái dự án này cũng khá là nhiều bạn đã tham gia cũng như là theo dõi ủng hộ. Ok, mình đã giới thiệu xong cái dự án này rồi. Bạn nào mà chưa tham gia thì các bạn đăng ký ủng hộ nhé. Link mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả là phần bề rộng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.